đông đấy cái hai khu mấy khu mấy sao vậy nhỉ? Nhóm mà chúng hai chai hiền và rồi nơi con ông khu bảy lẻ mà chả khu bị hiến số sập tay cái đá thay cái đá. Đây mua là hai đấy là bon đồ bì là bò đam sơ mà đam chuột này vậy. Nhóm đồ bì là bò đam sơ mà đam chuột này tại sao sơ việc miền tầm lại bàn lại đi sơ tầm lại học đọc bì chấm cả thì có vừa ở trên anh đi. Chân anh đã có chân anh tích hơi chân anh nó miền tầm khá là tiền. Còn chân hơi cột đồ bì là bò thừa sơ nó mà đam chuột. Chuột này bà sân chia miền tầm lại xóm rung chập pi một cái lô mà mơ đứa con phòng bay con ấy nó cứ dưng ách thôi bà và cho nên cứ xong mà sân kia một cái lô tầm tầm một mũi con pram tầm bơm con cứ ở cho nên gì cho nên tách.